Chào bạn. Như vậy là bạn cần thời gian để suy nghĩ về việc tham gia bảo hiểm của mình. Theo tôi, đây là một việc cần thiết. Bởi kế hoạch bảo vệ, tiết kiệm và đầu tư tiền bạc là vô cùng quan trọng đối với chính bạn. Đồng thời, nó ảnh hưởng lớn đến cả hiện tại cũng như tương lai của gia đình. Nhưng nếu bạn còn băn khoăn hay có điều gì chưa rõ, thì bạn nên hỏi trực tiếp người tư vấn viên của bạn. Họ đang ngồi cùng với bạn, bạn hỏi luôn, cho rõ, cho cụ thể. Hoặc là bạn có thể đề nghị người tư vấn viên cung cấp cho bạn số điện thoại của bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty bảo hiểm. Bạn có thể gọi điện thoại và hỏi rõ luôn những vấn đề mà mình còn băn khoăn. Còn với tư cách là người chuyên viết về sách bảo hiểm nhân thọ, tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn một số ý như sau. Bạn nên tham gia ngay bảo hiểm để sớm được công ty bảo hiểm phát hành cho bạn bộ hợp đồng chính thức với đầy đủ các quyền lợi cụ thể và điều khoản chi tiết. Lúc đó, bạn cầm bộ hợp đồng của mình trên tay, xem xét và suy nghĩ sẽ rõ ràng hơn rất là nhiều.